Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Vlog Hoa Giấy Sa Đéc. Hôm nay mình lại tiếp tục lên lô cây phôi hoa giấy Mỹ đó các bạn. Thì hôm nay mình sẽ lên những dòng combo và những cây lẻ nha các bạn. Thì trước mắt các bạn là những cây lẻ. Cây lẻ này thì mình sẽ bán bao ship từ 2 cây nha các bạn. Các bạn mua một cây thì hỗ trợ tiền ship cho mình nha. Và đây là những bộ combo tông cao các bạn. Tông cao tầm khoảng 1 mét nha, mét hơn các bạn. Và đây là những bộ combo bonsai trung bình, hàng trung bình. Và đây là những bộ combo bonsai lùng lực nha các bạn. Đây là bộ combo đầu tiên, bộ combo số 1. Bộ combo số 1 mình có được là 5 cây các bạn. 5 cây này giao lưu với các bạn 1.200.000 nha các bạn. Bao ship tận nhà các bạn. Thì bình quân thì cây hơn 200.000 các bạn. Cây hơn 200.000 nha. Và được bao ship tận nhà. Đây là cây số 1. Đây là cây thứ 2 các bạn. Đế phom đế cao đẹp, cây già cây nha các bạn. Và cuối video này mình sẽ có đoạn hướng dẫn cho các bạn cách xử lý một số cái vấn đề vào mùa mưa đó các bạn. Do gần đây thì có một số anh em hỏi mình cây bị bệnh đó. Nói chung cây hoa giấy Mỹ thì mùa mưa thì nó rất là khó chăm các bạn. Tuy nhiên thì mùa nắng thì rất là dễ chăm nha. Mùa mưa này thì các bạn cần một số vấn đề lưu ý thôi, chứ cũng không có gì khó. Nhưng mà nhiều lúc các bạn anh không có nắm vững kỹ thuật đó, cho nên là dễ bị trục trặc. Rồi đây là cây thứ 3 các bạn. Cây này cây thứ 4. Và cuối cùng cây thứ 5. Rồi 5 cây cực kỳ đẹp trai luôn bạn. Đây là bộ combo số 1 nha. 5 cây bonsai đẹp trai, bao ship tận nhà 1.200.000. Thì hơn 200.000 một cây thôi các bạn. Và đây là bộ combo 5 cây, cũng có giá 1.250.000. Này là 1.250.000 là các bạn. Đây là tông cao, do tông cao cho nên tiền cước hơi mắc hơn nha các bạn. Chứ cây thì các bạn đến nhà mua thì mình cũng chỉ giao luôn các bạn 200.000 một cây thôi nha. Còn do mà những cây tông cao như thế này mà giao xa cho nên tiền cước mắc nè. Còn cái bộ combo số 1 thì 1.200.000. Nói chung là cây cũng như nhau thôi mà này tông cao hơn cái đó. Do đó là tiền cước nó mắc hơn nhiều lắm bạn. Cho nên là bộ này hiện 1.250.000. Bao ship bằng nhà mới được nha các bạn. Các bạn ghé nhà lấy thì mình mua thì mình sẽ giao các bạn 200.000 một cây thôi. Rồi cái bộ này mình có 5 cây cực kỳ đẹp trai luôn bạn. Đây là cây số 1 nha. Cao tầm trên dưới 1 mét nha các bạn. Cây số 2 nè. Cũng rất là đẹp luôn, cao cũng trên dưới 1 mét luôn. Cây số 3. Đế rất là cao, thân cao luôn các bạn. Cây này cũng trên dưới 1 mét luôn. Cây này cây thứ 4. Cây thứ 4 này cao hơn 1 mét luôn các bạn. 1 mét mấy á. Và những cây dài này thì tiền cước nó mắc. Do đó mà mình giao luôn các bạn này. Bộ này 1.250.000 nha. Còn bộ số 1 chỉ có 200.000, 1.200.000 thôi. Rồi bộ combo thứ 2. Đây là bộ thứ 2 5 cây, 1.250.000. Và đây là bộ combo thứ 3 các bạn. Bộ combo thứ 3 này thì cây trung bình các bạn. Có cây cao, cây thấp. Cây lùng cũng có, cây cao cũng có luôn nha. Bộ này mình cũng xin phép giao luôn em là 1.200.000 luôn các bạn. 5 cây các bạn. Cũng hơn 200.000 cây thôi. Đây là cây số 1 nè. Đây là cây thứ 2 nè. Cây thứ 2. Cây thứ 3. Cây thứ 3 này thì tông cao nha các bạn. Cao cũng trên dưới 1 mét nha. Cây thứ 4 thì một cây bonsai thân thú đế cao rất là đẹp trai các bạn. Và cuối cùng là cây thứ 5. Thứ 5 cũng một cây bonsai thân thú luôn. Bộ đế nói chung rất là đẹp trai các bạn. Rồi 1.200.000 5 cây bao ship tận nhà các bạn luôn nha. Đây là bộ combo thứ 3 nha các bạn. Rồi chúng ta đến với bộ combo thứ 4. Cũng là bộ combo cuối cùng các bạn. Hôm nay mình chỉ có 4 bộ combo thôi và một số cây lẻ. Đây là bộ combo thứ 4, bộ combo cuối cùng. Bộ này mình cũng có 5 cây giao lưu anh em 1.100.000. Cây này là cây đầu tiên các bạn. Đổ treo thân thú nói chung rất là đẹp. Bộ này 5 cây giao lưu anh em 1.100.000 nha.
Cây nó hơi bé hơn bên kia xíu nha các bạn. Cây này cây thứ hai nè, cũng cao trên dưới 1 mét luôn bạn. Có cây cao cây thấp, bọn này cũng có tông trung bình, tông tông thấp tông cao nha, lộn xộn nha. Đây là cây thứ ba nè các bạn, cây bé hơn xíu thôi cho bạn, không bé hơn nhiều nha các bạn, bé hơn những bộ kia xíu thôi. Và đây là cây thứ tư các bạn, thứ tư là một cây bonsai thân thú, nói chung là dáng cũng quái lắm các bạn. Và cuối cùng đây là cây nhỏ nhất. Ok, cái bộ combo thứ tư này mình giao lưu các bạn 1,1 triệu nha, bảo ship tại nhà luôn nha các bạn. Đây, để xa cho các bạn ngắm. Bộ combo thứ tư 1,1 triệu. Rồi chúng ta đến với những dòng sản phẩm cây lẻ các bạn. Rồi đầu tiên cây lẻ thì mình xin giao lưu các bạn cây đầu tiên. Một cây này thì form đế nó sổ dài nè các bạn. Rất đẹp trai, cục đế rất to nha. Cây này giao lưu anh em 400k nha. Anh em mua một cây thì mình thu các bạn là từ 4 đến 50 ngàn tùy theo vùng miền các bạn. Còn anh em mua từ 2 cây thì mình sẽ bao ship cho các bạn luôn. Đây là cây số 1, 400k. Đây là cây thứ 2. Cây thứ 2 này cũng 400k luôn các bạn. Cây này thì cục đế nó to lắm các bạn. Nói chung cây này thì đế to, các bạn so sánh với cái chân mình và chiếc dép mình to hơn rất là nhiều luôn các bạn. Cục đế nó mà to tròn như cái mũ bảo hiểm các bạn. Cây này cũng giao luôn em 400k luôn. Anh em mua từ 2 cây mình sẽ bao ship nha. Em mua 1 cây thì mình thu hỗ trợ phí cho mình nha các bạn. Rồi chúng ta qua cây số 3. Cây số 3 này mình giao lưu các bạn 350k. Một cây già nua các bạn. Già nua cục đế cũng tròn to đẹp luôn. Thân bonsai nha. Cao khoảng 1 mét các bạn. Rồi cây số 3. Cây số 3 này giao lưu anh em 350k. Chúng ta qua cây số 4. Đây là cây số 4. Cây số 4 này mình giao lưu anh em 450k nha. Lý do là cây này nó cao hơn 1 mét cho nên tiền cước nó mắc các bạn. Tông cao nha. Đế phun đế tròn cao, bó đặc đều đẹp. Nào mình sẽ xây xung quanh cho các bạn xem nè. 450k cây mã số 4 các bạn. Rồi, chúng ta đến với cây số 5. Cây số 5 này là cây của ngày hôm qua các bạn. Ngày hôm qua mình ế một cây này nha. Cây này ngày hôm qua mình giao lưu 300k nè. Và mình sale lại thì hôm nay mình không biết bán bao nhiêu giờ. Nếu mình bán rẻ thì chắc chắn mình sẽ bị lỗ thôi. Tại giá hôm qua mình cũng sale rồi. Cây này mình giao lưu anh em 280k nha. Bớt anh em 20k thôi chứ hết bớt được rồi. Hôm nay mình bán không được mình cũng sẽ đem đi trồng luôn các bạn. Rồi, cây này 280k. Anh em mua bất kỳ sản phẩm nào cũng vậy hết, mua từ 2 cây lẻ là mình sẽ bao ship cho bạn luôn nha. Rồi chúng ta đến với cây đây là cây thứ năm các bạn, cây thứ năm nha. Cây thứ năm cây cũ ngày qua mình sale giá nha. Và chúng ta đến với cây cuối cùng, cây thứ 6. Hôm nay mình có 6 cây lẻ các bạn. Cây thứ 6 này thì cao hơn tầm trên dưới 1 mét luôn nha các bạn. Cây này thì mình giao luôn anh em 250.000 nha. 250.000. Anh em mua 2 cây mình bao ship nha các bạn. Rồi hôm nay thì mình chỉ có giao lưu với anh em một số cây như thế này thôi. Và tiếp tục thì mình sẽ lưu ý với anh em một số vấn đề về chăm sóc cây vào mùa mưa nha. Rồi trở lại vấn đề đó thì hôm nay mình sẽ gợi ý các bạn một số vấn đề. Ví dụ trường hợp anh em nhận cái cây phôi về như thế này. Nói chung cây phôi thế này thì mình bứng lên mình để tầm 1 tháng 2 tháng. Nó thẳng với các bạn luôn là các bạn để 2 tháng luôn. Các bạn để cho mát nha, cho độ nhiệt độ vừa phải nha. Các bạn để 2 tháng luôn các bạn trồng vẫn sống nha, chết bình thường cái khác. Nói chung là cây hoa giấy Mỹ thì cây rất là dễ trồng. Tuy nhiên nó có một số cái nhược điểm đó là nó hơi ngán nước các bạn. Mùa mưa nước nhiều hoặc là bạn mà chăm sóc kỹ quá nước nhiều là nó dễ sinh bệnh nha. Đây là một vấn đề mà mình đã lưu ý với các bạn rất là nhiều lần rồi. Một số anh em chơi lâu năm rồi thì mình không cần phải nói nhiều nha. Tuy nhiên có một số anh em mới chơi đó, cho nên là anh em rất là cưng cây và tứ rất là thường xuyên. Tứ thuốc, tứ này kia quá trời luôn. Thật ra tứ nó cũng không cần tứ thuốc các bạn. Khi mà nó nhiễm bệnh, mình phát hiện nó sắp nhiễm bệnh hoặc là nó có dấu hiệu chớm bệnh, mình mới đi thuốc thôi. Còn bình thường thì anh em chỉ chăm sóc bình thường đấy. Đặc biệt là đừng bao giờ tứ nước thôi. Tứ nước rất ít. Ví dụ các bạn nhận được cây phôi về như thế này. Nếu mà các bạn có kích rễ, các bạn ngâm vô 10 phút, 15 phút, các bạn em các bạn để khô ráo, các bạn trồng nha. Còn anh em mà không có kích rễ khó cần ngâm luôn. Chuồng cây hoa giấy Mỹ rất là mạnh các bạn, rất là khỏe cái vấn đề đó nha. Anh em đừng cứ cưng nó quá nha.
Và vấn đề tiếp theo là anh em xử lý giá thể, anh em trộn giá thể, dù anh em có số vùng miền có rơm mục, ví dụ mình đây mình trồng rơm mục, sơ dừa và trấu, mình trồng ba cái giá thể với nhau cho nó đều lại, và mùa mưa thì mình cho trấu nhiều vào cho nó xốp, tạo độ thô, nó cứ gọi là khô ráo tơi xốp cho giá thể các bạn, để nó tránh bị thừa nước và úng rễ nha. Lưu ý vấn đề đó thứ nhất, và vấn đề thứ hai là các bạn xả xử lý ba cái giá thể cho nó hết chua hết phèn đi, các bạn hẳn đem đi trồng, và các bạn đem cây về các bạn trồng thì các bạn trồng và tưới nước một lần duy nhất thôi, không tưới nữa. Các bạn lưu ý là cái chậu các bạn á là phải cái lỗ thoát nước phải rộng thoáng nha, đừng để cái chậu mà cái lỗ thoát nước nó bé quá đó rồi nó bị nghẹt nước các bạn, nó thừa nước thì không tốt nha. Các bạn có thể bỏ khô bỏ héo nó 10 bữa nửa tháng không tưới cũng được nha, nhưng mà đừng bao giờ tưới nước quá nhiều. Mùa mưa thì các bạn nên dùng một số cái bịch ni lông hoặc cái bao để bạn che cái chậu lại, đang quản lý được nước nha. Đó chỉ đơn giản vậy thôi, là tầm khoảng 20 ngày trên dưới 20 ngày tùy theo thể trạng của cây và khí hậu vùng miền thì cây mình sẽ đâm chồi ra nha các bạn, thì lúc đó là an toàn rồi. Tuy nhiên thì lúc đó các bạn mới được phun trên thân cho nó mát thôi nha, chứ không được tưới nước nhiều. Thì bạn cưng thì các bạn quậy kích rễ, bạn tưới ít ít thôi, cây chừng xị kích rễ thôi, vừa đủ nước cho cây thôi. Bạn đừng có tưới thừa thải quá rồi nó đâm ra cái giá thể các bạn nó bị lèn nha, không tốt nha. Các bạn luôn giữ cây ở trạng thái khô ráo nè, và giá thể thì tơi xốp một xíu, đừng thoát nước tốt. Chỉ đơn giản vậy thôi, không có cần gì phải mà gườm gà. Một số anh em về dùng ni lông bịch toàn thân nè, tưới nước quá nhiều, hoặc là nói chung là chăm sóc cũng rất là kỹ á, thì không tốt nha. Nói chung loại này là loại bỏ củ lăng củ lóc các bạn. Các bạn cưng chiều quá thì nói chung nó dễ sinh bệnh. Chỉ đơn giản vậy thôi. Còn khi một khi mình đã phát bệnh rồi á, thì mình có một số thành phần thuốc như là mình đang sử dụng đây là antracone các bạn. Các bạn có thể là khi phát hiện khi bệnh rồi á, bệnh thì biểu hiện của nó là các bạn sẽ bấu da. Các bạn sẽ thấy là da nó màu cam cam các bạn. Nó không còn đây, mình bấu da thì da màu xanh nha. Các bạn nhận hàng, các bạn kiểm tra, các bạn bấu thoải mái, hỏi mà da cam là mình sẽ thường hàng cho các bạn ngay lập tức. Đó là cây mình khỏe, đủ khỏe mình mới giao nha. Cây nhiễm bệnh là mình không giao, mình vứt hết các bạn. Thì trong vườn mình cũng có nhiễm bệnh luôn, nhưng mà nhiễm bệnh là mình vứt, mình không bao giờ mình giao cho khách. Các bạn nhận hàng, các bạn cứ bấu da thoải mái, các bạn bấu mà cam phần này nha các bạn. Còn phần rễ là đương nhiên phải cam rồi. Đây phần rễ như thế này do mình sắn, mình bứng lên đem về đây nó dập cho nên nó cam là bị bình thường nha. Phần rễ mình không nói tới nha. Phần cổ đế, còn phần thân bấu ra cam, mình thường hàng cho bạn ngay lập tức. Và anh em trồng theo hướng dẫn của mình bao sống cho các bạn nha, nhưng với điều kiện các bạn phải làm đúng kỹ thuật nha các bạn. Mà trồng sai thì chết, bắt các bạn mà la mình thì mình không giải quyết được nha. Rồi tiếp theo thì cái vấn đề trị bệnh, các bạn phát hiện nấm bệnh thì bạn tưới đây mình tưới Antracone nè, Manrojet, hoặc là những sản phẩm mà nó ngăn ngừa tháng thư thối thân thì các bạn đều tưới được hết. Thì bạn tưới, các bạn có thể là quét lên cái vị trí, tưới lên vị trí bị thối, hoặc là tưới toàn thân cũng được. Xong rồi các bạn để cây trạng thái khô ráo nha, tiếp tục cắt nước đến cho cây nó héo, càng héo cây càng khô nước càng mau hết bệnh nha các bạn. Các bạn lưu ý là khi mà cây nó nhiễm bệnh rồi thì cái cây mà càng khô nước chừng nào, càng khô ráo chừng nào thì cây càng mau hết bệnh chừng ấy. Và đây là một cây ở vườn mình, nó cũng đã nhiễm bệnh và mình cũng dục nó bên hông luôn, mình không quan tâm tới nó nữa, mình bỏ củ lăng củ lóc luôn các bạn. Mình không quan tâm tới nó nữa thì nó bắt đầu nó sẽ sống lại, nó sống lại và ra bông quá trời đẹp luôn, vẫn ra bông phát triển bình thường nha các bạn. Tại vì mình vứt bỏ nó luôn rồi, chứ nếu mà mình chăm sóc nó mình nghĩ chắc nó cũng không đến tồi tệ như thế này. Đây các bạn thấy không, cái da mà nó nâu nâu như hồi trước nó bị cam nè, và nó đã tái tạo da và nó mọc cái da mới ra, da mới này màu xanh nè các bạn, là bắt đầu nó sống lại rồi nè. Đây cái da này nó mục nè, nó mục hết trơn luôn các bạn, nó khô nó lột da hết trơn luôn ha. Và bây giờ lên nới đây xíu thôi là nó có hiện tượng xanh lại nè. Đó. Mình này mình tưới Antracone một lần thôi là mình vứt. Ở đây thì cầm cam, đây là đã bắt đầu mới tái tạo lại thôi nha. Khúc trên này là xanh rồi nè. Nhờ nó xanh như thế này thì nó mới làm cho cây sống được nè. Các bạn thấy trên này mình bấu cho các bạn xem nè. Do cây này mình vứt bên đây rồi, cho nên là mình cứ bấu cho các bạn xem thoải mái đó. Bạn thấy xanh lè không? Khúc dưới đây là rễ bắt đầu nó ra rễ mới rồi các bạn. Đây ra rễ non. Mặc dù cọng rễ này đã khô đã mục rồi nha, tuy nhiên nó vẫn tái tạo được và vẫn ra cọng rễ khác được nha các bạn. Đó các bạn thấy chưa, nó rất là kinh khủng, nói chung là sức sống nó mạnh liệt lắm. Nhưng mà với điều kiện các bạn bỏ khô cằn nó, đừng nên chăm sóc quá, chăm sóc kỹ quá là nó sẽ dễ bị nhiễm bệnh các bạn. Và đây là những cây mà mình đã trồng trong chậu. Trồng trong chậu thì như thế này, mình dùng một cái miếng bạc ni lông hoặc là cái bất cứ cái thứ gì mà các bạn có được đó, mà các bạn còn cảm thấy là bạn che nước được cho nó là tốt. Mấy bữa nay mưa rất là nhiều các bạn, mình che hờ luôn, mình che liên tục luôn, mình không tưới nè, mình bỏ khô cái chậu của mình nè, các bạn thấy không? Cái chậu mình là giá thể khô queo luôn, các bạn mà thổi là gió thổi bay bay bụi luôn á, khô ráo lắm.
nhưng mà do cái cao su mình nó bị lủng lỗ nè, cho nên là tới mưa dầm cho nên nó cứ rịnh nước vô, ướt gốc chút xíu, nhưng mà không vấn đề gì. Mình đã cai nước nó khoảng cái tháng nay bắt đầu vô mùa mưa là mình đã cai nước rồi, mình để cây trạng thái khô ráo thế này nè để bảo đảm an toàn nha. Đó, các bạn phải ngăn ngừa nước như thế này nè, chứ các bạn mà tưới nước nhiều quá không được nha. Rồi, chỉ là đơn giản vậy thôi. Thì một số anh em nhận được hàng thì không có biết cách trồng hay chăm sóc thì cứ thể liên hệ với mình, mình hướng dẫn rất là tận tình nha. Anh em không biết cứ hỏi bình thường, mình không có phiền hà gì hết đó các bạn ơi. Nhưng mà các bạn phải mua cây vậy, các bạn chăm cho nó kỹ lưỡng mới được, chứ để đúng kỹ thuật nha, chứ để mà nó bị ảnh hưởng gì thì rất là tiếc tiền, mà tiếc tốn tiền cây, tiền cước các thứ nữa. Rồi, mình xin kết thúc video tại đây. Anh em có thắc mắc gì cứ liên hệ trực tiếp và hỏi mình hướng dẫn thêm nha. Rồi, xin chào và cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.